Fibonacci thoái lui sẽ được sử dụng để xác định các cái ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Để sử dụng công cụ này thì các bạn sẽ chọn Fibonacci thoái lui ở trong cái nhóm công cụ của mô hình. Để vẽ đây, trước hết các bạn sẽ phải chọn một cái biên độ giá, tức là sẽ chọn một cái đỉnh và một cái đáy giá. Ở đây ví dụ tôi sẽ chọn như này. Các bạn sẽ thấy rằng là các cái ngưỡng Fibonacci sẽ được vẽ ở đây từ 0% đến 100%, và chúng ta sẽ hy vọng rằng là giá nó sẽ chạm thì chạm các cái ngưỡng thì nó sẽ là quay ngược trở lại, và chúng ta cũng sẽ giao dịch theo đúng cách như vậy. Ví dụ như ở đây là khi giá lui về chạm phải cái ngưỡng hỗ trợ ở đây thì chúng ta sẽ mua, bật lên đây lại chạm cái ngưỡng kháng cự ở đây là 8,6%, chúng ta sẽ lại bán, vân vân. Cái định dạng thì các bạn có thể là chèn thêm hoặc là xóa bớt các cái ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Ở đây sẽ có rất là nhiều cái mức kháng cự hỗ trợ khác nhau, tuy nhiên là chúng ta cũng không cần sử dụng quá nhiều đến những độ như vậy. Thông thường thì chúng ta chỉ sử dụng từ 0 đến 161,8% là đã đủ, trừ những cái khi chúng ta có những cái sóng quá mạnh nó sẽ vượt luôn qua cả 100% và đi mạnh lên phía trên này.